Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, bố con bác cháu chúng tôi lại hành quân đi chơi và thăm các bạn. Và hôm nay là chúng tôi sẽ vào bản phái xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để quay cái nương rẫy rau cải cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa rau cải nha mọi người nha. Quân thôi. Đây này mọi người này, lúc nãy mình vừa mới di chuyển một đoạn từ ngoài kia vào, bây giờ vào đến khu vực gần cái dãy rau cải rồi mọi người nhé. Xa xa kìa, lúc nãy đường đi rất là khó, đi qua khu vực bờ suối nên mình không quay được cái chỗ đó. Vì nếu mà đi một tay mà quay là nó dễ bị ngã. Cái này là để cho mọi người ngắm. Đấy, dãy hoa cải, rau cải bên kia. Ta sẽ tiếp tục đi nhá. Đây khu vực bờ suối này. Chăn có một con bò đấy hả bà? Bò béo đẹp nha. Đi nào, ta đi hành quân vào trong này. Cháu đi vào đây. Dãy rau cải này, chân núi Lát này mọi người này. Đây là phía sau núi Lát nhá. Phía mặt trước của nó là bản Lát và thị trấn Mường Lát nha mọi người nhá. Mình sẽ tìm đường lên trên dãy nhá. Đi thôi các bạn ơi. Đây nha mọi người, mình bắt đầu đến cái đường rẽ để qua bên kia đồi, qua bên kia chân núi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tắt điện thoại nhé. Đường xấu quá. Đường xấu lắm các bạn. Bác đang sửa đường à? Sửa đường cho mọi người lên thăm vườn rau cải à? Tuyệt vời quá bác nhỉ. Dạ. Đường này rất dốc mọi người. Bác cháu đi, xe không lên nổi rồi. Hai đứa xuống đi bộ đi, được chưa? Đó, đi bộ. Và dốc, dốc cao lắm. Rồi, hai bạn đi bộ đi. Không lên được rồi. Xe mới ướt nữa, trơn. Cháy lốp này nhá. Ai. Đi đi, các bạn đi bộ lên đi. Trong kia có à bác?
À, thế là để xe đây à? Ơ, đi nào các bạn ơi, xuống đường đây. Ôi, không đi nổi. Đây mọi người ạ, tôi vừa mới phải lên trên đây, lên hết cái dốc này. Đến đây là có đường rẽ lên dãy rau cải này, mà nó quá dốc và nó đường hẹp, lốp xe vừa đi qua suối nó trơn, cho nên bây giờ tôi cũng phải quay lại để xe ở đây và đi bộ thôi. Nãy là đây, phải vòng tít lên phía trên kia để quay đầu xe, và đường thì hẹp trơn, bây giờ đi bộ thôi mọi người ạ. Khuyên mọi người nếu mọi người đến được khu vực này ấy, thì nên để xe ở đây nhé, hoặc ở đây hoặc trên kia, và đi bộ lên thôi, đi bộ lên đoạn trên đây. Có đi với nhà làm ao đây không? Không, nhà trong nhà đây là nhà. À, đây, đây này, vết lốp xe cháy lốp luôn. À, đường hẹp lắm. Đây lúc nãy quay giữa dốc đây thì chịu. Lúc nãy là định quay cảnh xe lên dốc đây, không kịp đặt góc máy quay, phải từ bỏ ý định, nếu không cẩn thận là bị ngã. Nếu không vướng máy quay thì đi cũng được. Nhấm vào rau và ngô của họ nhá, hai anh em nhá. Ui, mệt quá. Đấy. Nếu mà bình thường tôi đi mà không vướng máy quay, đừng có nhấm vào rau nhá. Rồi nghỉ đi các bạn, ngồi nghỉ đi. Dãy ngô. À đẹp. Ừ. Đừng có nhấm vào rau nha các con nha. Đừng có nhấm vào rau nha. Xe máy đang để dưới đấy. Đấy. Đây, cho mọi người ngắm cảnh. Đi đường bên này này, khéo nhấm vào rau. Sang bên này đi nào. Ui giời. Này mới có thời gian đi quay cho mọi người cùng xem. Nào, trước khi đi chụp ảnh hoa cải, quay rau cải thì chúng ta cùng ngồi nghỉ ở tảng đá này nhá. Ôi, mệt quá. Anh ngủ có hai ở người đấy. Hả? Anh ngủ có
Rồi. Ê, nghỉ cái đó ạ. Nào, khéo nhẫm vào rau, cẩn thận. Tôi nghĩ thế đã mọi người ạ. Tôi chọn góc máy quay nhé. Ngồi nghỉ thế đó các bạn. Ngồi nghỉ đi đã con. Ngồi nghỉ đi trong tí ta đi tiếp nha. Khéo ngã nha các con nha. Xe máy vẫn lên được đến khu vực này nha mọi người nha. Quay xe này. Chúng mình tiếp tục hành quân mọi người nhá. Để sang đến khu vực này. Có hoa cải đây rồi. Ê. Quay đấy, góc quay đẹp cho mọi người cùng xem để cái trời nước này đẹp. À chà, các nơi khác thì có nào là
tam giác mạch này, hoặc là hoa cúc họa mi, hoặc hoa cúc quỳ dại, rất nhiều loại hoa lắm, rất là đẹp. Và riêng đối với ở địa điểm Mường Lát này, huyện Mường Lát này thì chúng ta có những cái nương rẫy của đồng bào dân tộc Mông, thì họ trồng rất là nhiều rau cải ở trên rẫy. Ừ, để bố quay dưới đây đã. Đấy thì rất là đẹp nha mọi người nhá. Tiếng các con ong bay mọi người nhá. Thật sự rất là tuyệt vời mọi người, rất đẹp. Phía dưới đây là nương ngô này mọi người, dãy ngô, nương dãy. Địa điểm rất lý tưởng cho mọi người. Ok, đi thôi. Chúng ta cùng lên theo các bạn nhỏ nữa nha. Các bạn đừng leo lên leo xuống nhiều quá, mệt người đấy. Chụp vài chụp ảnh nhé mọi người nhé. Tuyệt vời luôn. Ong mật đang lấy mật cho mọi người cùng xem. Đấy. Ong đang đi lấy mật đây mọi người nhá. Ơi, cháu ngã đấy, không lên được đâu, bố không lên đâu. Hai anh em xuống đi, ở dưới đây thôi, đừng có lên nữa, trên nó nhiều zombie lắm đấy, ở trên núi á, xuống đây. Bây giờ các cháu không có, cứ lên xa quá. Quay mới sướng được tí nhá mọi người nhá. Xuống đây các bạn ơi, đại bố quay phim chụp ảnh cho nào. Kéo danh
váy rách quần con. Còn bác cháu lên được nửa dãy, hơn nửa dãy. Đây là dưới chân núi Lác, còn trên đỉnh dưới kia là các cái nương dãy của bản Phái mọi người. Đây cũng đất canh tác của bản Phái. Nào lại đây bố con bác cháu ta cùng quay phim nào. À, xin chào mọi người đi. Chào mọi người. Nhà lý là cái gì? Ơi, sang đây con. Nào đi sang đi, đi ngang chân nè. Đừng có đi dọc chân, đi ngang chân. Đấy, đi ngang sang, đi ngang sang, sang đây thì bố dắt nhanh đi. Tránh các cái cây rau ra. Ok luôn. Nào lại đây bố con bác cháu ta chuẩn bị chụp ảnh nhá. Ừ nhá. Đây các cái hạt này mọi người này. Đặc quá đấy. Nào, lại đây. Cố lên. Xin chào các bạn đây. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi rau cải nhá. Mình ngắm hoa rau cải. Đây 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 có con ong rất to này. Đừng có trêu ong, nó đốt cho đấy. Đấy, con ong đang hút mật đấy. Hút mật hoa cải đấy. Hôm nay địa điểm này chỉ có ba bố con bác cháu cùng đi xem thôi mọi người. Thì tuần trước là có vài tốp vào đây chơi đi ngắm cái nương dãy này rồi. Hôm nay thì bố con bác cháu thu xếp đi rồi. Tuần trước là có việc bận với mọi người. Quay đi. Nhưng mà theo ý kiến nắm được các nhóm là một số bạn sẽ thu xếp thời gian để vào ngắm cảnh đây. Rồi cuối cùng mình xin chào tạm biệt mọi người nhé. Chụp lấy vài kiểu ảnh làm kỷ niệm bên cái dãy hoa cải này nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho kênh nhé. Mai tôi sẽ đi quay một địa điểm rất là thú vị. Vườn ngô, bác con đã đến vườn ngô. Đó là lên thăm bản Sài Cao, của xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đây là cái bản mà nhắc đến trong cái bài thơ Tây Tiên của Quang Dũng. Đây là một cái địa danh lịch sử. Theo dõi kênh của tôi để chúng ta cùng khám phá tìm hiểu các địa phương, các địa điểm rất là hay và thú vị nhé. Và kênh của tôi rất nhiều lĩnh vực, phong lan cũng có đời sống văn hóa, đời sống sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, thể thao, ẩm thực vân vân. Nói chung là rất nhiều lĩnh vực. Các cái clip lần sau, chúc mọi người xem clip vui vẻ và đừng quên bấm đăng ký ủng hộ cho kênh và chia sẻ các clip hay của kênh nhé.